Sáng nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Thẩm tra nội dung này, Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục nhận thấy hồ sơ đã đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Chương trình đã được tiếp thu chỉnh lý một số nội dung quan trọng như mục tiêu, cơ chế, chính sách đặc thù. Về việc đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, Ủy ban nhất trí cho rằng Nội dung này phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước. Chính phủ đã tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, bổ sung phụ lục số 10 về hoạt động của các trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài hiện nay, làm rõ cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả hoạt động của các trung tâm. Ủy ban thống nhất quy định nội dung này trong dự thảo nghị quyết để đảm bảo cơ sở pháp lý. Theo đó, sẽ có cơ chế đặc thù thực hiện các quy định của luật đầu tư công. Về việc không chuyển dự án số 6 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 vào chương trình, Ủy ban tán thành vì mỗi chương trình, dự án có mục tiêu và giai đoạn thực hiện khác nhau. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng cơ bản nhất trí với dự kiến về tổng mức đầu tư và các nguồn vốn để thực hiện chương trình, gồm vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn khác. Tuy nhiên, nhiều ý kiến góp ý xác đáng của đại biểu Quốc hội, cơ quan của Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8 cần tiếp tục được nghiên cứu tiếp thu, hồ sơ còn gửi chậm tiến độ và chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền, thường trực đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền sớm cho ý kiến về chương trình.